kênh Nguyễn Cao Vlog. Xin chào tất cả ông bà, cô dì, chú bác, anh chị em và các bạn đã trở lại với kênh. Chúc cả nhà có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh, xin cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh, để kênh có thể phát triển hơn nữa và có thể tạo ra được nhiều nội dung hay hơn nữa. Xin cảm ơn cả nhà. Có một thiếu phụ rất lười, mọi việc trong gia đình từ cơm nước lợn gà đến đồng ruộng cấy cày đều ủy cho chồng. Cô ta chỉ biết duỗi tay mặc áo, há mồm ăn cơm. Một hôm, người chồng có việc đi xa nhà 5 ngày. Anh ta đã chuẩn bị làm một cái bánh to rồi đeo quấn vào quanh cổ vợ, đủ cho vợ ăn trong 5 ngày. Khi người chồng về thì nghe nói vợ đã chết cách đây 3 hôm. Người chồng đau đớn vội chạy về, xô cửa bước vào thì thấy vợ đã chết. Còn cái bánh đeo quanh cổ thì chỉ mất có mấy miếng ngay sát bên mồm vợ, còn những chỗ khác vẫn y nguyên. Có một anh rể mới, một hôm đến nhà bố mẹ vợ chơi. Bố mẹ mừng rỡ, sai dọn cơm rượu cho anh ta ăn. Đi đường xa nên đói, anh ta ăn hết cơm ở trong liễn, nhưng không dám gọi lấy thêm. Nhân lúc bố mẹ vợ ngồi nói chuyện tậu nhà, anh ta mới thưa rằng: "Thưa cha, ở làng con có người muốn bán nhà. Nhà ấy cột kèo hãy còn tốt, cái nào cũng bằng liêm và cũng lớn như cái liễn cơm này cả." Anh ta vừa nói vừa lấy tay cầm đũa gõ vào cái liễn. Bố mẹ vợ nhìn thấy hết cơm mới gọi bọn trẻ đi lấy thêm. Anh ta ăn thêm vài bát xong xuôi, bố vợ họ mới hỏi: "Nhà con nói đó, họ có muốn bán bao nhiêu?" "Thưa cha, trước người ta nghèo không có cơm ăn nên mới bán, bây giờ người ta có ăn rồi." Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách. Có người hỏi rằng: "Trong đám ta đây, ai là người sợ vợ nhất nào?" Chưa ai đáp thì sư cụ nhận ngay rằng: "Tôi đây sợ vợ nhất." Mọi người đều lấy làm lạ hỏi: "Sư cụ có vợ đâu mà sợ?" "Tôi sợ vợ đến nỗi không dám lấy vợ cơ mà." Có một người đến nhà bạn chơi, nhưng cứ ở lì mà không có ý định về. Chủ nhà cứ ghét anh ta lắm. Một hôm, chủ nhà cùng với khách đứng hóng mát trước cửa nhà, bỗng thấy một con chim đậu trên cành cây trước nhà. Con chim to như con gà. Chủ nhà nói: "Anh đứng đây chờ, tôi vào nhà lấy cái búa ra chặt đổ cây kia, bắt con chim làm bữa nhắm ngon lành." Khách nói: "Chỉ sợ cây đổ thì chim bay mất rồi." Chủ nhà nói: "Anh không biết đấy chứ, nó là con chim ngu sửng, nên cây đổ rồi mà cũng không biết bay đi." Khi hồi tưởng lại những kỷ niệm tuyệt đẹp, anh chồng nói: "Hãy nói thật xem, đã bao giờ em phản bội anh chưa?" "Anh ạ, vì anh đã hỏi nên em cũng nói thật. Chuyện đó đã xảy ra 2 lần rồi." "Tại sao vậy?" "Lần đầu tiên chúng ta mới cưới nhau, anh bị đau tim cần phẫu thuật gấp, mà chúng ta lại không có tiền. Vì thế em đã chấp nhận để ông bác sĩ mổ miễn phí cho anh." "Em thật cao cả. Thế còn lần thứ hai, anh có nhớ lần anh muốn lên cái chức phó chủ tịch hội đồng quản trị của công ty không?" "Anh thật xấu hổ. Vậy em đã cho lão chủ tịch hội đồng quản trị à?" "Anh đừng nói thế. Em với anh là vợ chồng mà. Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ."
Lúc đó em để lên được cái chức ấy phải cần tới 51 phiếu ủng hộ anh Cơ. Một chị hớt hải chạy lại một quầy bán đồ dành cho phụ nữ và hổn hển nói với cô bán hàng: cô bán cho tôi một cái nút để máu con. Em chỉ bán cả đôi chứ không bán một cái. Chị mua để mặc áo dài à? Thì phải mua cả chứ. Khổ quá. Thôi cả đôi cũng được, nhanh lên, tôi đang lọc dở nồi rượu. Có cặp vợ chồng mới cưới. Thời gian trôi qua, người vợ mang thai, sinh được một cậu con trai. Đưa vợ từ nhà hữu sinh về, anh chồng bị vợ mắng một hơi. Không hiểu sao vợ mình lại nổi giận đến thế. Vợ anh giải thích: anh nghĩ coi, mỗi lần sinh đẻ tôi phải cực khổ như thế này. Tôi thề, từ nay đến già, tôi mà với anh nữa thì súng đạn sẽ bắn tôi. 6 tháng sau, anh chồng vẫn không dám đụng đến vợ vì sợ vợ mình phải chết do súng đạn. Bỗng một đêm, trong lúc ngủ say, anh ta giật mình vì có người chui vào mùng của mình. Anh hỏi lớn: ai đó? Cô vợ trả lời: em đây. Em là ai? Em là người không sợ súng đạn. Một cặp vợ chồng chung sống với nhau nhiều năm. Bà vợ có tính hay chăn qua. Mỗi lần ngoại tình là bà lại bỏ một hạt đậu xanh vào hũ để đánh dấu. Ông chồng biết chuyện đó, nhưng vì con cái, ông nhẫn nhịn nên hai vợ chồng vẫn sống với nhau đến đầu bạc răng long. Sau gần 2 tháng ốm bệnh, ông chồng sắp sang thế giới bên kia mới gọi vợ đến và hỏi: bà nói à, tôi biết trong thời gian sống với tôi, bà vẫn có những lúc sốc ngoài vợ chồng. Tôi biết chuyện đó, nhưng không rõ là bà đã làm chuyện đó bao nhiêu lần. Bà có thể thú nhận với tôi để tôi yên lòng ra đi được không? Bà vợ nghẹn ngào: để tôi kiểm tra đã ông à. Sau khi vào bếp kiểm tra hũ đậu, được 4 bơ bò hạt đổ ông ạ. Tôi không biết là bao nhiêu lần nữa. Ông chồng thều thào: chỉ có thế thôi à? Không, đây chỉ là phần còn lại. Phần lớn tôi đã nấu cháo cho ông ăn suốt 2 tháng ông ốm rồi. Ông chồng không nói không rằng, rồi tắt thở. Có một ngôi chùa ở một nơi xa xôi nào đó, có 3 vị sư tăng đang tu hành. Thời gian tu hành là 100 năm, với điều kiện là trong 100 năm đó họ không được mở miệng nói bất cứ một lời nào. Cho tới ngày cuối cùng của năm thứ 99 thì chùa hết gạo và 3 người phải xuống núi mua gạo. Trên đường đi về, vì đường dốc quá nên đã có một bao gạo bị rớt khỏi xe thồ. Nhưng vị sư thứ nhất mãi lo đẩy nên không hề để ý. Vị sư thứ hai ra dấu cho vị sư thứ nhất báo là đã rớt bao gạo, nhưng diễn tả mãi mà vị sư thứ nhất cũng không hiểu. Thế là vị sư thứ hai nổi nóng và quát: tôi diễn tả tới như vậy mà cũng không hiểu à, đồ con bò. Vị sư thứ nhất liền trả lời: chết ngươi rồi, ngươi dám nói chuyện à? Lúc này vị sư thứ ba cười phá lên và nói: một anh chàng nghi vợ mình có quan hệ lòng thòng với anh hàng xóm, nên sau chuyến công tác vài ngày, anh ta gọi đứa con nhỏ ra dò hỏi: con ở nhà có thấy mẹ con tình cảm thân thiết với ông hàng xóm không? Không bố ạ, à, mẹ ghét ông ta lắm. Mẹ còn gọi ông ta là đồ khỉ nữa. Thế à,
có thật như vậy không? Thật ạ. Hôm nọ con bắt gặp mẹ dí ngón tay vào trán ông ấy nói: "Ứ, cái đồ khỉ này." Thank you.